Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sống của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Nhiều tờ báo ngoại quốc vào hôm ngày 8 tháng 4 đã đăng lại bài viết của hãng Reuters về tượng các con giáp khỏa thân ở một khu du lịch ở Hải Phòng, vốn gây tranh cãi nhiều ngày qua và buộc bộ văn hóa thể thao và du lịch phải vào cuộc Tranh luận trên mạng xã hội đã khiến cho ban quản lý khu du lịch Hòn Giấu ở thành phố Hải Phòng buộc phải sử dụng lá cây, chùm nho giả và vải để che những bộ phận bị coi là nhạy cảm của tượng 12 con giáp khỏa thân. Reuters dẫn lời ông Nguyễn Trung Thành, phó giám đốc của công ty cổ phần Hòn Giấu nói rằng: "Thực ra chúng tôi không muốn che tượng vì đó là các tác phẩm nghệ thuật, nhưng chúng tôi muốn cho thấy rằng chúng tôi lắng nghe." Ông Thành cho Reuters biết rằng là công ty không có kế hoạch loại bỏ các bức tượng này và nay chúng đã được đặt trong một khu vực tham quan dành cho khách từ 18 tuổi trở lên. Trang web của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dẫn lại văn bản đề cập tới việc xây dựng, trưng bày các biểu tượng có nội dung và hình thức không phù hợp với văn hóa Việt Nam tại một số cơ quan, đơn vị, khu du lịch và địa điểm công cộng, tác động không tốt đến môi trường văn hóa, thị hiếu thẩm mỹ của cộng đồng và xã hội. Tuy không nhắc tới hòn dấu, nhưng cổng thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hình ảnh các con giáp khỏa thân gây tranh cãi của khu du lịch ở Hải Phòng. Và Việt Nam đang khuyến khích ngư dân sử dụng tàu đánh cá tốt hơn và nên tuyển dụng những người được đào tạo trong quân đội ra biển đánh bắt phòng khi có va chạm với Trung Quốc. Theo giáo sư Carl Thayer, chuyên nghiên cứu về Đông Nam Á tại trường Đại học New South Wales của Úc. Lực lượng dân quân Việt Nam chưa bao giờ đối đầu với Trung Quốc, nhưng quân đội Việt Nam đang trang bị vũ khí cho các tàu đánh cá. Theo một nghiên cứu vào năm 2017 của các học giả thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc tế ở Singapore, Việt Nam đang yểm trợ hơn 3.000 ngư dân đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Lực lượng ngư dân tự vệ được tăng cường trong năm 2009 khi Quốc hội Việt Nam thông qua một đạo luật cho phép ngư dân tự vệ hộ tống các tàu cá. Trung Quốc từ lâu đã nuôi dưỡng lực lượng dân quân đánh cá của mình như một lực lượng cơ sở với sự hỗ trợ chính thức của quân đội. Ngư dân tự vệ của Việt Nam sẽ không thể tương xứng về khả năng và số lượng so với dân quân đánh cá của Trung Quốc. Nhưng theo GS Erro, Việt Nam nhận thấy rằng bắt buộc phải thử làm điều này. Giáo sư Araro nói Việt Nam phải xây dựng lực lượng địa phương của mình và họ sẽ thực hiện một cuộc du kích chiến chống Trung Quốc nếu cần thiết. Tiếp theo phần tin Việt Nam, ba nhà sản xuất cá hồi lớn nhất Na Uy bác bỏ mọi liên hệ với các hoạt động buôn lậu cá hồi sang Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Các nhà sản xuất Na Uy khẳng định là họ không tuồn cá hồi sang Trung Quốc qua trung gian của Việt Nam, sau khi Trung Quốc trấn áp các hoạt động buôn lậu đã khiến cho giá cá hồi tăng lên các tập đoàn Marine Harvest, Sermac và Leroy Seafood tuyên bố bác bỏ mọi liên hệ với các giao dịch bất hợp lệ sau khi giới hữu trách của Trung Quốc tuyên bố đã phá vỡ một đường dây buôn lậu cá hồi trị giá khoảng 100 triệu Mỹ Kim vào nước này. Theo một phát ngôn viên của Marine Harvest, công ty này không có can dự gì vào các hoạt động đưa lậu cá hồi sang Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Công ty này không trực tiếp bình luận về lý do tại sao cá hồi trong hộp có gắn nhãn hàng Marine Harvest lại xuất hiện trên các bản tin ở Trung Quốc. Một phát ngôn viên của công ty Surmag, thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản, cũng đã xác định rằng là Surmag không đưa cá hồi sang Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Đại diện của tập đoàn Surmag nói là những giao dịch bán cá hồi với Việt Nam chỉ nhắm vào thị trường nội địa. Và năm ngoái thì Na Uy xuất cảng tổng cộng hơn 23.000 tấn cá hồi Atlantic tươi sang Việt Nam, khiến cho Việt Nam trở thành thị trường lớn nhất cho cá hồi xuất cảng từ Na Uy bên ngoài khối EU. Vâng, kết thúc quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin cuối.